Rồi Hiền Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Buổi sáng thì chúc cô chú đang xem kênh của Hiền Tiên có một ngày cuối năm. Bữa nay là ngày 20, bữa nay là ngày 20 Tết rồi. Chúc cô chú đang xem kênh Phải không? có một ngày tốt lành nha. Bây giờ là đang đứng trước cổng của hoa viên, cô chú anh chị ơi. Đó, anh bảo vệ thì đang quét đường rồi ha. Đó, chào bà con cô bác, tôi xin quý Bữa chị nay thì cô chú rất là ngạc nhiên về cái tiếp tục nè, về gì cái Hiền đầu Tiên. mới của 16 ếch thôi nè. Hôm qua cô với khán giả yêu Ông cầu chuẩn bị Tết đó, 216 cô là đi chú anh sớm chị. á, quay từ ngoài cổng vào cho bà con cô bác xem để coi là đẹp không nha. Đó, đây là cái Hôm đầu mới qua của chị là 16 ếch về, giờ sau đó bây giờ là 16 ếch đang đi đi ra ngoài cổng nha. đi ra một cái tiệm salon tóc, thì bất ngờ là khi mà trở về nhìn nè, bây giờ là nhìn nó khác lắm, không biết là cô chú thấy sao chứ. Thôi bây giờ Đó cô chú mình anh vô chị, đi, bây giờ mình đi vô ha. bây giờ mình vô đi rồi cầm nha. Rồi quay từ ngoài cổng vô ban đêm coi sao đẹp hay không nha. Từ thôi bé ơi. Đây đường hoa này, đường hoa ban đêm này đẹp không, giống giống đường hoa ngày không? Có tiếng chó sủa nữa nha. Đó, đẹp lắm nha bà con cô bác. Đây là 216 đang đang chạy trên đại lộ Vĩnh Hằng. Đó, cái cầu này, đó, cái cầu đẹp không? Đẹp lung linh luôn. Đẹp lung linh. Ở đây thì cái biểu tượng con rồng đang hoàn thiện nè. Con rồng này là năm nay năm rồng cho nên là biểu tượng con rồng. Đó, con rồng này đẹp lắm Có chú rồng nè. Bà con thấy Cận con rồng cảnh đẹp con chưa? rồng ha. Năm nay năm rồng nên là hoa viên làm có cái con rồng rất là đẹp của chú anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái đường mộ chú Vũ Linh ha. Đi đường bộ ha, mình đi xe mà Vào mộ mà mình đi đường vào ủa mộ chú Vũ sao xe Linh. đèn chỗ này nó không cháy ta, nó bị lỗi hả? Chỗ này hai ba cái đèn này là sao không cháy ta, thấy không? Bên đây nữa nè, mình nhắc lượng tết thôi ha. Chỉ ưu tiên mộ chú 4 ngày thôi nè. Đúng rồi. Ôi, bữa nay anh Ngọc vào hỏi cô chú anh chị ơi. Bên này anh Ngọc là trước mình đi chứ. Giờ bữa nay 15 mét thôi có việc xíu. Còn đêm nha. Có cô chú nói trời ơi sao mà ban đêm thấy sợ quá. Sợ quá ha. Bây Nhưng giờ mà thì mình mình thấy bình sẽ thường. bung cái cây ra. Rồi mình sẽ tháo điện thoại luôn nha. Có gì đâu sợ. Tại vì mình cũng quen rồi. Ý cũng quen đó, thấy bình thường ha. Đó, cũng hừng sáng rồi cô xưa địa. Mặc dù tối hậu thôi nhưng mà không có gì hết nha. Mặc dù là hơi tối thôi. Bây giờ để 16 ít lột cái áo khoác rồi. Sao anh? Dù Gặp sao đột biến hả? Rồi có biến thật cô có chú anh biến chị luôn bà ơi. con ơi. Biến gì vậy? Biến hình hả? Anh biến hình là sao? Sao vậy? Lấy trà anh. Biến gì anh nói tự nhiên cái anh nói bữa nay anh vô sớm mình có biến. Có biến, biến gì? Ôi, lên nào nào. Vô chạy vô tôi vừa vô cái đó đi tiêu chưa kịp ghi hình nữa hồi ơi tao bật cái điện thoại lên là đi mất tiêu rồi. Kim Nga lên đốt cái tiền vàng bạc đen rồi lùi cái hao luôn này. Cái hao anh dẹp mà hả? Có ai rồi đốt cái tiền vàng bạc trong cái hao. Ôi cô chú anh chị ơi.
có biến luôn rồi. Cái hao này bữa giờ anh em kiếm Nga lên. Kiếm Nga lên hả? Về rồi. Thấy anh Ngọc là đặt chạy phải không? Thấy anh cái trời nói ồ lên sớm Nga nói. Em lên sớm giờ có việc. Ồ. Kim Nga lên trong đêm. Ôi. Lúc 5 giờ rưỡi vô đây là gặp rồi. Còn anh lao dọn hết hả? Ừ, thật sự để hết rồi đó. Vậy là cái hoa này chắc của Kim Nga đúng không? Ôi. Ờ, bây giờ để 15, 16 ôi, xuống trời ơi. Bà con cô bác. Đây. Cái hoa này là của Kim Nga nè. Hoa này của Kim Nga. Đúng là rồi. À, lúc trước cũng hay mua cái hoa này lắm nha. Cái này hoa ly kép phải không anh? Ôi, bây giờ là anh Ngọc đang kiểm tra coi chú anh chị ơi. Có gì không anh? Vừa anh gặp mặt, gặp cái... Có mặt kim nha hả? Gặp 3 bốn xe. 3 bốn xe luôn? Xem đã không ạ? À, biết sao không? Cái người mà hay đi chung với Kim Nga đó là lúc nào cũng lên chung nhau. À, cái người mà mập mập đúng không? Còn còn ai mà hay đi chung với cô Sáu là cứ cô Sáu mỗi lần lên là đi chung đó, thấy không? Không, đốt với tiền nữa. Với tiền nữa hả? Đâu? Ở ngoài đó cái hao đen hù lùi à. Bình thường cái hao mình trắng lắm, đâu có đen đâu. Gì đó. Để Kim Nga hay đốt tiền cho chú lắm á, mỗi khi mà lên đó nhá. Rồi hổm có lần lên cúng gì đó cái cũng đốt quá trời ngoài đó luôn. Mà bữa nay cũng mau sáng hơn bữa rồi, hay mình đi trễ hơn chút xíu. Đâu đâu, anh có quay không? Quay không kịp. Anh quay đâu có kịp. Thấy ảnh bỏ đi về rồi. Tao rút kinh nghiệm tao đi sớm rồi đi. Hay quá, sớm quá không vậy đâu cho vô đâu. Đừng. Anh đốt nhang cho em luôn nha. Đúng rồi, đốt. Anh Ngọc đốt nhang chưa? Rồi đó em đốt. Ủa vậy nãy lên anh thấy cái hồi anh vô thấy cái nhang còn không? Mấy cây? Nhiều lắm. Vậy là cứ người ba cây á. Đúng không? Mà tầm khoảng 4 người á, mấy người. Thấy không em nói mà, khi mà mình thấy mà lâu rồi không xuất hiện là sẽ là mình biết là đi trong đêm. Không, thứ nhất là đi trong đêm vậy đó. Ồ. Bữa nay là ngày 30 đúng không dạ? Có ngày mặt vô mới có 5 giờ mấy à. Chứ sao? 30. Ở dưới là nhiêu rồi ta? Ở dưới 20. Ủa mà mình rót trà chưa chồng? À chưa. Mà giờ cái này ha, anh xin đổ mình nước ra, đổ một ly ra. Xin uống đi. Ừ. Lấy cái này lấy cái ly. Lấy cái ly bỏ hôm nay nè chồng ơi. Thôi đừng có đổ cái này là để xin của chú cái chung giữa. Nè. Nè. Đổ đây. Bỏ đây nè. Đây. Uống đi. Cái này. Rồi. Rồi. Lấy cái nước. Ba xe mà chắc 4 người đúng không? Ba xe sáu người luôn. Đang đậm. Rồi thì Kim Nga lên trong đêm của chú anh chị ơi. Canh sáng sớm với chiều tối là mình đâu có ở đây đâu. Chà mà không ngờ anh vô sớm chứ thường ngày. Người anh vô sớm lắm luôn á. Tại bữa nay anh chờ nước á, không chờ bữa giờ bữa nay anh đâu mua cà phê sữa đâu. Tối bữa nay đi mua sữa đâu mua đâu. Anh thấy tình hình sao kỳ căng sao. Anh chạy vô gặp Kim Nga liền, mua cà phê sữa này đâu mua cũng đâu. Đó, bữa nay đâu có cà phê sữa đâu.
rồi ngày là cúng, hôm nay đâu cúng. Dạ vâng, hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày 20 tháng Chạp, ngày nào còn không thấy được những lúc 16 tháng Chạp. Trên với những chư vị tổ thần ngộ mộ, các ca chiến sĩ, những đại thần nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đạo giỏi văn hoàng bất định phẩm giác, tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, thì hôm nay con sắp xa đến nhà này, con cùng với lại nhân viên về Bắc, mời hương tinh thôn giỏi văn ngoan cũng như tất cả các chư vị vị dục hay đi cầu ngũ lắm. Thì mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho tất cả bà con cô bác ở trên kênh YouTube của 16 Bình Dương. Cũng như là hiện tiên người lát luôn được giờ dạy sức khỏe cho đạo bình an rồi. Giờ là mình mới lại xong mấy cái à, mới sáng, cái rồi. Sáng luôn rồi, sáng luôn cô chú anh chị ơi. À, đó, hôm nay quay từ rồi. Ngoài vào trong ha. Là mỗi khi mà có dịp thì những cái nhân dịp lễ rồi ha, Tết rồi ha, là Kim Nga là cô Sáu rồi là hay lên đây để thăm chung linh. Bằng thường đi buổi sáng nha. Giờ chưa bán. Bây giờ mở cửa rồi, vô luôn. Chỗ này là cũng chắc cũng muốn né mình. Gặp anh mở máy lên, gặp và bỏ. Gặp máy anh đi rồi. Căng ha. Không, cái này kêu chỉ lon chết căng ra là. Không mà em nghĩ giờ Tết còn lên nữa. Tại vì Tết mà. Ớt này nhầm ta. Cô chú ơi, tới đây cái video của Hiện Tiên xin khép lại nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có buổi sáng vui vẻ nha. Và
Một lần nữa Tiên đó, cô chú anh chị, đây là hoa của Kim Nga nha, mang đến trong đêm cho chú Vũ Linh nè, và đốt với tiền rồi cô chú anh chị. Nhưng mà bị về rồi, thấy anh Ngọc chạy đã đi cắp rồi cô chú anh chị ơi, nên là không có kịp ghi hình luôn á. Rồi giờ là Tiên xin tạm dừng ha, để tiếp tục cùng với mấy anh em là đem hoa xuống.